quần áo cũ, đồ dùng, sách vở hay bất cứ thứ gì bạn không sử dụng nữa, thì đừng vội vứt chúng đi bởi sẽ có rất nhiều người thu nhập thấp cần đến những món đồ này. Với dự án E2K, tất cả đều được bày biện sạch sẽ thành một cửa hàng mà người lao động có thể đến mua bất cứ thứ gì chỉ với giá 2.000 đồng. Sản phẩm được mà bán trong dự án là những cái đồ quần áo mà đã dùng rồi nhưng mà vẫn có thể dùng được. Thì những người thu nhập thấp có thể với 2.000 đồng họ vẫn có thể mua được cái sản phẩm mà họ đem về dùng cho con cháu hoặc là những người mà họ có thể vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Khi đến đây, người lao động có thể mua được những món đồ còn nhiều giá trị sử dụng mà thông thường không thể mua được với giá chỉ 2.000 đồng. Từ khi chương trình E2K khởi động, có rất nhiều nhà hảo tâm đã đến quyên góp bởi họ thấy được ý nghĩa thiết thực từ dự án này. Mình nghĩ đến tình cảnh những người nghèo, người ta không có đủ tiền người ta mua. Mà trong khi đấy mình thì lại để những cái đồ này mình cũng nhiều. Thì là mình mang ủng hộ ít đi để cho những người nghèo người ta cũng được sử dụng. Với cái 2.000 này thì nó rất là rẻ. Nhưng mà đối so với cái sức lao động của chúng tôi thì tôi cảm thấy là thoải mái. Không giấu nổi niềm vui bởi chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng một món đồ, những người đến đây có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu giữa cuộc sống đô thị tốn kém này. Với cái số tiền mà chúng tôi thu được từ 2.000 đồng mà bán các sản phẩm đó thì chúng tôi lại tiếp tục cái sử dụng để làm quỹ từ thiện, thiện nguyện để ủng hộ cho các vùng sâu vùng xa, các trẻ em nghèo ở vùng sâu xa, giúp cho các em ở trường học mà các em không có điều kiện tới trường. Nụ cười của những vị khách bước ra từ cửa hàng là minh chứng về tình người ấm áp, về một xã hội luôn có những tổ chức quan tâm đến đời sống của người lao động.